70.000 binh sĩ Nga dồn lực tấn công Chashovya. Ukraine dồn dập tấn công Crimea, Nga nỗ lực bảo vệ viên ngọc quý. Lý do Nga chưa đưa xe tăng T-14 Amata vào chiến đấu trực tiếp ở Ukraine. Điện Kremlin khẳng định chưa bao giờ can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ. Cuộc xung đột Trung Đông Thủ tướng Israel muốn kiểm soát Gaza trong 10 năm Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Điểm Nóng Thế Giới trên kênh youtube của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình hôm nay, bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trang tin TSN.UA thuộc Tập đoàn Truyền thông 1 cộng 1 Ukraine ngày 6 tháng 3 dẫn lời người phát ngôn của nhóm tác chiến Khotipsia Ilya Zeplabs cho biết, Nga đang dồn lực tiến hành cuộc đột phá mạnh mẽ nhằm vào thành phố Yar gần Bakhmut, miền đông Ukraine, nơi được mệnh danh là pháo đài Stalingrad của Ukraine. Trang tin TSN.UA thuộc Tập đoàn Truyền thông 1 1 của Ukraine ngày 6 tháng 3 dẫn lời người phát ngôn của nhóm tác chiến Khotysia Ilya Jeplas cho biết Nga đang dồn lực lượng tiến hành cuộc đột phá mạnh mẽ nhằm vào thành phố Yar gần Bakhmut, miền đông Ukraine, nơi được mệnh danh là pháo đài Stalingrad của Ukraine. Trước đó, ông Oleg Kalashnikov, người đứng đầu cơ quan báo chí của Lữ đoàn Pháo binh số 26 Ukraine, cho biết Nga đã tập hợp 70.000 quân để tiến công theo hướng Bắc Mút với mục tiêu trọng điểm là Chasivya. Việc tiếp cận được Chasivya sẽ trở thành bàn đạp cho Nga tiến công vào Kostyan Tinipka. Do đó, họ không tiếc sức lực, luôn tìm cách tận dụng thời cơ. Chỉ cần có cơ hội dù là nhỏ nhất để đột phá phòng tuyến phía Nga sẽ tăng cường lực lượng và tiến hành các đợt tấn công. Ông Pablo Lakichak, Giám đốc chương trình an ninh của Trung tâm Nghiên cứu Toàn cầu Chiến lược 21 cho biết, tại khu vực Chasipra, Nga đang tấn công từ ba hướng. Đây là nỗ lực nhằm chọc thủng cánh trái của toàn bộ khu vực phòng thủ ở Bakhmut, Adipka, Novo-Palipka. Tại khu vực này có một lượng rất lớn lực lượng Nga. Điều đó có nghĩa họ đã coi đây là điểm tấn công chủ lực. Lực lượng Ukraine đang chiến đấu ở hướng Bakhmut, Chasiv Yar nói rằng họ đã phải hứng chịu làn sóng tấn công lớn từ phía Nga trong 3 tuần qua và hiện đang phải đối mặt với các đợt tập kích không ngừng nghỉ khi quân đội Nga liên tục triển khai bộ binh đồng thời nhắm vào lực lượng Ukraine bằng nhiều loại đạn pháo cùng máy bay không người lái. Lực lượng Ukraine tại đây tỏ ra bi quan trước những gì đang diễn ra. Một chiếc xe tăng T-64 của Ukraine ẩn mình trong chiến hào ngay bên ngoài Chasiv Yar xung quanh là âm thanh hỗn loạn do lực lượng Nga đang tìm cách giành quyền kiểm soát làng Ivanivske, cách Chasipja khoảng 5 km, nhưng khẩu pháo của chiếc xe tăng này chưa hề bắn ra viên đạn nào trong 3 ngày qua. Lý do là bởi nó đang thiếu loại đạn do Liên Xô sản xuất chuyên dụng cho các xe tăng như T-64. Binh sĩ Ukraine cho hay họ phải ngồi chờ cho tới khi có hiệu lệnh tham gia cuộc xung đột đang diễn ra xung quanh để tiết kiệm đạn. Ông Jaroslav, chỉ huy một đơn vị chiến đấu của Ukraine ở khu vực này cho biết Kiev cần các nước phương Tây hỗ trợ vũ khí. Ông nói, nếu không có sự giúp đỡ của họ, tức là phương Tây, chúng tôi sẽ không thể tồn tại, không thể đứng vững với tư cách một quốc gia, một đất nước. Chúng tôi rồi sẽ bị hủy diệt mất thôi. Tôi nghĩ tất cả chúng tôi sẽ chết, tất cả những người đang có mặt ở đây sẽ không còn nữa. Đồng thời, ông cũng dự đoán Nga sẽ tiến công vào châu Âu sau khi đánh bại Ukraine. Trong bối cảnh giao tranh đang diễn ra khốc liệt, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby trong một cuộc họp báo cho biết Mỹ không có kế hoạch gửi lực lượng tới chiến đấu ở Ukraine và lưu ý rằng ông Zelensky đang yêu cầu các đồng minh cung cấp vũ khí cần thiết cho cuộc xung đột với Nga. Ông Kirby nói, Quốc hội Mỹ phải thông qua nguồn tài trợ bổ sung cho Ukraine để chúng tôi có thể tiếp tục sự lãnh đạo và hỗ trợ mạnh mẽ trong liên minh gồm hơn 50 quốc gia do Mỹ dẫn đầu để hỗ trợ Ukraine. Đồng thời nói thêm, Tổng thống Joe Biden cũng đã tuyên bố rất rõ ràng ngay từ đầu sẽ không có binh sĩ Mỹ nào chiến đấu trên chiến trường bên trong Ukraine. Và bạn biết không, Tổng thống Zelensky không yêu cầu điều này. Ông ấy chỉ yêu cầu để có tiền và cơ hội. Ông ấy chưa bao giờ yêu cầu quân đội nước ngoài chiến đấu vì đất nước của mình. Ông ấy và quân đội Ukraine muốn tự làm điều này, nhưng họ cần tiền và đây là lúc chúng tôi cần giúp đỡ họ. Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã nói không thể loại trừ khả năng điều lực lượng phương Tây tới Ukraine. Tuyên bố này đã gây ra phản ứng tiêu cực từ chính phủ, các nước đồng minh. Các nhà lãnh đạo vội vàng đảm bảo rằng họ sẽ không gửi quân. Moscow phản ứng giận dữ với nhận xét từ Tổng thống Macron cảnh báo việc triển khai lực lượng phương Tây ở Ukraine chắc chắn sẽ dẫn tới xung đột giữa Nga và NATO. Thưa quý vị, Newsweek dẫn lời các chuyên gia quân sự cho biết, hơn 2 năm sau khi Nga triển khai kế hoạch quân sự ở Ukraine, sự kiểm soát của Moscow đối với bán đảo Crimea, nơi được coi như viên ngọc quý của Nga, đang gặp thách thức. Các chuyên gia quân sự cho biết, hơn 2 năm sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, sự kiểm soát của Moscow đối với bán đảo Crimea, nơi được coi như viên ngọc quý của Nga, đang gặp thách thức. Ông Robert Muret, phó đô đốc Hải quân Mỹ đã nghỉ hưu cho rằng, trái ngược với những bước tiến đáng chú ý mà Nga giành được trên chiến trường ở Ukraine trong những tuần gần đây. Ukraine đã giành chiến thắng phần lớn trong trận chiến ở Biển Đen. Hạm đội Biển Đen của Nga đã chịu nhiều tổn thất sau các cuộc tấn công của Ukraine kể từ tháng 2 năm 2022. Nga đã kiểm soát Crimea kể từ khi sắp nhập bán đảo này từ Ukraine vào năm 2014, nhưng Kiev tuyên bố sẽ giành lại Crimea. Andriy Ryzenko, đại tá hải quân Ukraine đã về hưu cho rằng trong thập kỷ qua, Nga đã có ý định sử dụng các căn cứ tại biển đen ở Crimea để triển khai sức mạnh trên biển về phía nam Ukraine. Tuy nhiên, kế hoạch này của Nga đang đối mặt với nhiều thách thức khi Ukraine liên tục đạt được những bước tiến xung quanh bán đảo Crimea. Ukraine cũng tuyên bố đã phá hủy một tàu ngầm lớp kilo của Nga cũng như làm hư hại một số tàu đổ bộ của Moscow như Minsk, Saratov và Olenegorsky-Gonyak. Trong khoảng thời gian đầu của cuộc xung đột, xói hạm Moscow của hạm đội biển đen đã bị phá hủy. Xuồng không người lái của Ukraine đã phá hủy tàu hộ tống trang bị tên lửa Ivanovets của Nga vào tháng 2 và tấn công một số tàu đổ bộ của Nga. Ngay sau vụ tấn công, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã tăng cường an ninh ở Biển Đen và tiếp thêm động lực cho lực lượng của Ukraine. Ông Rizhenko cho rằng việc thiệt hại tàu đổ bộ đang hạn chế mọi hoạt động tấn công đổ bộ của Nga. Mới đây, ngày 5 tháng 3, Ukraine tuyên bố đã gây hư hại tàu tuần tra mới nhất của hạm đội Biển Đen của Nga, tàu Sergei Kotov, bằng cách sử dụng xuồng không người lái hải quân Magura V5. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho biết, do cuộc tấn công của xuồng Magura V5, tàu tuần tra Sergei Kotov thuộc đề án 22160 của Nga bị hư hại phần đuôi cùng hai bên mạng. Hoạt động tấn công này do đơn vị đặc biệt mang tên nhóm 13 thực hiện gần eo biển Kursk ở bán đảo Crimea. Cũng trong ngày 5 tháng 3, một số kênh Telegram quân sự và truyền thông Nga cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine thực hiện nỗ lực tập kích quy mô lớn nhằm vào bán đảo Crimea, dùng UAV nhắm vào mục tiêu trên bộ và xuồng tự sát tập kích các tàu thuộc hạm đội Biển Đen. Vào cuối tháng 12 năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sát cho biết Nga đã mất 20% hạm đội Biển Đen trong 4 tháng trước đó. Sự thống trị của Nga ở Biển Đen hiện gặp phải nhiều thách thức. Theo đánh giá của giới phân tích, các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào Crimea ngoài mục đích làm suy yếu hạm đội Biển Đen Nga còn mang giá trị biểu tượng vì Kiev vẫn coi đây là một phần lãnh thổ của mình dù bán đảo đã sáp nhập Nga cách đây gần 10 năm. Việc gia tăng các cuộc tập kích nhằm vào Crimea cũng buộc nhiều du khách Nga phải tránh xa bán đảo này vốn là điểm đến nghỉ mát ưa thích. Bán đảo Crimea, nơi đặt căn cứ hải quân quan trọng của Nga, thường xuyên trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công của Ukraine. Ukraine cũng nhiều lần tấn công cơ sở hạ tầng cảng của Nga ở Sevastopol, bao gồm cầu dài 19 km nối bán đảo Crimea với lục địa Nga. Các cuộc tấn công liên tục của Ukraine thường sử dụng máy bay không người lái của hải quân và tên lửa hành trình do phương Tây cung cấp đã đẩy lực lượng Nga về phía đông biển đen, đe dọa an ninh của Moscow xung quanh bán đảo Crimea. Ông Ryzenko cho biết Nga hiện nay thận trọng hơn nhiều trong việc giữ an toàn cho các tàu lớn, mới hơn của nước này ở Crimea và đã chuyển một số tàu đến Novorossiysk. Theo ông Rizanko, Ukraine cũng đã xuất khẩu hàng triệu tấn ngũ cốc qua Biển Đen, nhưng điều này không có nghĩa là Ukraine đã giành được quyền kiểm soát những khu vực này. Nga vẫn chiếm ưu thế trên phần lớn Biển Đen, ngay cả khi Moscow bị hạn chế ở phía Tây Bắc vì các cuộc tấn công của Kiev. Ông cho biết, đây là cái được gọi là vùng xám, nơi không quốc gia nào có thể thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn. Theo báo cáo từ Hải quân Ukraine ngày 6 tháng 3, quân đội Ukraine đến nay đã phá hủy 1 phần 3 hạm đội Biển Đen của Nga. Thông tin trên được đài Radio Liberty trích dẫn từ người phát ngôn của Hải quân Ukraine, Dmitry Pletenchuk, tại cuộc họp ra ban ngày 6 tháng 3. Cụ thể, ông Pletenchuk nói, số lượng tàu bị ảnh hưởng là 27, bao gồm tàu ngầm, trong đó 14 tàu là những tàu tương đối có giá trị thuộc nhiều lớp khác nhau. Chúng bao gồm tàu đổ bộ cỡ lớn, tàu mang tên lửa, tàu ngầm và tàu tuần tra. Theo dữ liệu của chúng tôi, 15 chiếc vẫn bị hư hỏng và đang được sửa chữa nghĩa là trong tổng số khoảng 80 chiếc, 1 phần 3 đã bị phá hủy và một số lượng lớn bị hư hại. Tuy nhiên, theo Politenchuk, các tàu Nga vẫn hiện diện đáng kể ở Biển Đen, trong đó có 10 tàu sân bay tên lửa, 3 tàu ngầm, 2 tàu mang tên lửa và một số tàu tuần tra. Người phát ngôn cho biết thêm, điều này có nghĩa là sức mạnh của họ vẫn khá lớn, cũng như số lượng tàu vẫn nhiều, vẫn còn những tàu đổ bộ lớn trong hàng ngũ. Hạm đội Biển Đen của Nga tổng cộng có 5 chiếc, ví dụ như 4 chiếc đang được sửa chữa sau khi bị hư hại. Trước đó, Ukraine tuyên bố đã gây hư hại tàu tuần tra mới nhất của hạm đội biển đen của Nga, tàu Sergei Kotov, bằng cách sử dụng xuồng không người lái hải quân Magura V5. Một số kênh Telegram quân sự và truyền thông Nga cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine thực hiện nỗ lực tập kích quy mô lớn nhằm vào bán đảo Crimea dùng UAV nhắm vào các mục tiêu trên bộ và xuồng tự sát tập kích các tàu thuộc hạm đội Biển Đen. Vào cuối tháng 12 năm 2023, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sáp cho biết, Nga đã mất 20% hạm đội Biển Đen trong vòng 4 tháng trước đó. Sự thống trị của Nga ở Biển Đen hiện gặp phải nhiều thách thức. Theo đánh giá của giới phân tích, các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào Crimea ngoài mục đích làm suy yếu hạm đội Biển Đen Nga. Việc gia tăng các cuộc tập kích nhằm vào Crimea cũng buộc nhiều du khách Nga phải tránh xa bán đảo này, vốn là điểm đến nghỉ mát ưa thích. Ukraine dù đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt đạn dược nghiêm trọng và đang gặp khó khăn trên bộ, tuyên bố đã đạt được nhiều thành công ở Biển Đen. Tránh văn phòng tổng thống Ukraine Andriy Yermak gọi hạm đội Biển Đen là biểu tượng của sự chiếm đóng và không thể hiện diện ở Crimea ở Ukraine. Moscow đã xâm nhập Crimea từ Ukraine vào năm 2014. Trước loạt tấn công của Ukraine, Nga đã di chuyển nhiều tàu từ căn cứ hải quân Sevastopol tại Crimea đến cảng Novorossiysk ở vùng Krasnodar xa hơn về phía đông. Kiriakos Mitsotakis ngày 6 tháng 3 cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang đưa ông đi tham quan cảng Odessa, cửa ngõ quan trọng cho hàng xuất khẩu Ukraine qua Biển Đen, thì nghe tiếng còi báo động. Ông Mitsotakis nói, ngay sau đó, khi đang lên xe, chúng tôi nghe thấy tiếng nổ lớn, chúng tôi không có thời gian để trú ẩn, đó là trải nghiệm rất căng thẳng, đây là đợt nhắc nhở mạnh mẽ về cuộc xung đột đang diễn ra. Hải quân Ukraina xác nhận vụ tập kích vào Odessa xảy ra khi phái đoàn Hy Lạp đang thăm cảng cùng Tổng thống Zelensky, năm người thiệt mạng và một số người bị thương trong vụ tập kích. Các nguồn tin cho biết, vị trí bị tập kích cách đoàn xe của hai lãnh đạo 500 đến 800m. Bà Natalia Humeniuk, phát ngôn viên lực lượng phòng vệ miền Nam Ukraina, tin sự có mặt của hai lãnh đạo là tình cờ. Người phát ngôn nhà trắng cho biết dường như tên lửa rơi gần đoàn xe hộ tống Tổng thống Ukraine và Thủ tướng Hy Lạp. Thủ tướng Italy Giorgia Meloni lên án vụ tấn công Odessa khi chuyến thăm đang diễn ra. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã thực hiện cuộc tấn công vào nhà chứa máy bay ở khu vực cảng thương mại Odessa, nơi thiết bị không người lái đang được chuẩn bị cho lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng trong chiến đấu và đã đạt mục tiêu. Vào tháng trước, hãng Reuters dẫn tin từ quân đội Ukraine cho biết Nga đã phóng 31 máy bay không người lái UAV về phía nước này, nhưng lực lượng phòng không Ukraine đã chặn được 23 chiếc. Theo Aviapro, nơi bị đánh trúng là một cơ sở lưu trữ nhiên liệu được vận hành vì lợi ích của lực lượng vũ trang Ukraine. Linh cứu hỏa cho hay có thể vẫn còn nhiều người bị vùi dưới đống đổ nát. Thống đốc vùng Odessa cũng thông báo tìm thấy thi thể dưới các mảnh vỡ vụn sau vụ tấn công của lực lượng Nga. Trang Aviapro đưa tin, một loạt vụ nổ cũng xảy ra ở một số khu vực, Mục tiêu bị tấn công là các địa điểm của quân đội Ukraine và cơ sở công nghiệp liên quan tới sản xuất, sửa chữa thiết bị quân sự. Hồi đầu năm, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ tăng cường tấn công vào các cơ sở quân sự của Kiev. Cụ thể, trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa và máy bay không người lái UAV nhằm vào các doanh nghiệp của Tổ hợp Công nghiệp Quân sự Ukraine. Trong khi đó, tờ European Pravda Ukraine dẫn đánh giá của tình báo quốc phòng Anh nêu rõ các nhà phân tích của Anh lưu ý rằng Nga đã tăng cường cường độ tấn công tầm xa nhằm vào Ukraine. Các lực lượng Nga đã triển khai một phần đáng kể trong kho dự trữ tên lửa đạn đạo và hành trình không đối đất mà nước này đã tích lũy được trong thời gian qua. Tình báo quốc phòng Anh đánh giá các cuộc tấn công mới đây rất có thể nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Điều này trái ngược với các cuộc tấn công lớn vào mùa đông năm ngoái, vốn tập trung vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Tuy nhiên, các hoạt động mới của Nga cho thấy ít nhất có sự thay đổi tạm thời trong cách tiếp cận của Nga đối với các cuộc tấn công tầm xa. Cơ quan tình báo quốc phòng Anh cho biết, những người lên kế hoạch cho các hoạt động của Nga gần như chắc chắn nhận ra tầm quan trọng ngày càng tăng của năng lực công nghiệp quốc phòng liên quan ở Ukraine khi Kiev chuẩn bị cho một cuộc giao tranh kéo dài. Phóng viên của hãng tin CNN mới đây đã có cơ hội được trò chuyện với những chỉ huy Ukraine đang trực tiếp chỉ đạo chiến đấu với lực lượng Nga ở miền Đông. Cuộc trò chuyện diễn ra trong khoảng một giờ đồng hồ tại khu vực Ivanivske, một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô Bakhmut, miền đông Ukraine, nơi lực lượng Nga đang cố gắng giành quyền kiểm soát. Trong khoảng thời gian 12 giờ qua, không một tiếng súng nào được nghe thấy. Nguyên nhân đó là do thiếu đạn pháo thời Liên Xô mà quân đội Ukraine sử dụng. Thay vào đó, binh sĩ Ukraine nói rằng họ phải ngồi chờ lệnh tham gia cuộc chiến xung quanh mình. Chỉ huy đơn vị Jaroslav cho biết ông hiểu cuộc chiến ở Ukraine có thể khiến các chính trị gia phương Tây cảm thấy rất xa vời. Trong khi Ukraine đang đạt được một số thành công ở Ivanivske, ngay phía tây Bắc Mút, thì phía tây Adipka là nơi Moscow đã đạt được tiến bộ lớn hơn. Ba ngôi làng mà Nga chấm giữ ban đầu, Lastokine, Stebop và Sievene không có ý nghĩa gì nhiều, trong khi Kiev tuyên bố tuyến phòng thủ của họ luôn phải lùi xa hơn. Tuy nhiên, tuyến phòng thủ mới đó, thông qua một trục khác gồm ba ngôi làng, Olipka, Tunenke và Burichi cũng bị Nga tấn công với các nguồn tin thân cận Nga tuyên bố có chỗ đứng ở giữa mỗi làng. Một binh sĩ lực lượng đặc biệt cho biết, tôi nghĩ rằng lực lượng của chúng tôi đã sai lầm khi không chuẩn bị các vị trí bình thường phía sau Adipka. Nếu chúng tôi chuẩn bị sẵn các vị trí phía sau Adipka để bộ binh của chúng tôi có thể rút lui, thì chúng tôi đã giữ họ ở đó rất lâu. Một chiến binh khác, một tình nguyện viên người Mỹ đến từ Georgia, Garrison Foster, đã mô tả cuộc khủng hoảng thiết bị một cách tuyệt vọng tôi nghĩ năm này sẽ là năm tồi tệ nhất trong cuộc chiến, có một số đơn vị sắp hết xe tăng. Ông bày tỏ sự giận dữ trước động thái của Quốc hội do Đảng Cộng hòa lãnh đạo nhằm trì hoãn viện trợ của Mỹ. Để giải quyết trước mắt vấn đề viện trợ cho Ukraine, mới đây, Ngoại trưởng Anh David Cameron cho biết nước này sẵn sàng cho Ukraine vay toàn bộ tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga ở lãnh thổ Anh. Theo ông Cameron, khoản vay này sẽ được thực hiện trên giả định là Nga sẽ buộc phải trả tiền bồi thường cho Ukraine khi chiến sự kết thúc. Theo ông, số tài sản của Nga đang bị đóng băng tại Anh sẽ được sử dụng làm vật bảo đảm cho việc thanh toán tiền bồi thường của Nga sau này. Phương án này được xem là quyết liệt hơn những đề xuất được thảo luận ở Liên minh châu Âu về việc Ukraine sẽ chỉ được nhận những khoản tiền lãi từ tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga mà phương Tây nắm giữ. Khoản tiền lãi hàng năm ước tính khoảng 4 tỷ đô la Mỹ. Ngày 6 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các phương tiện phòng không đã bắn hạ 9 tên lửa của hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất cũng như một quả bom có dẫn đường, AASM Hammer, xuất xứ từ Pháp, lần đầu tiên Ukraine sử dụng trong xung đột. Bom có dẫn đường AASM Hammer là sản phẩm của công ty Pháp Safran Electronic and Defense. Theo dữ liệu từ các nguồn mở, bom Hammer hiện có mặt trong hệ trang bị của quân đội Pháp, Ai Cập, Ấn Độ, Maroc, Qatar và Ukraine. Có thông tin cho rằng AASM Hammer là sự kết hợp giữa bom và tên lửa, nhưng về mặt kỹ thuật, nó là một loại bom thông thường với bộ phụ kiện đặc biệt giúp tăng tầm bắn và độ chính xác khi tấn công. AASM Hammer có trọng lượng từ 125kg cho đến 1.000kg. Có 3 loại đồ dẫn cho AASM Hammer, bao gồm SBU-38, đầu dẫn vệ tinh, quan tính, INS, GPS, SBU-54, đầu dẫn vệ tinh, quan tính kết hợp đầu dò laser bán chủ động, INS, GPS laser, SBU-64, đầu dẫn vệ tinh, quan tính kết hợp đầu dò hồng ngoại, INS GPS IR. Tầm bắn được công bố của quả bom là hơn 70 km. Đây là thông số quan trọng vì nó cho phép thả vũ khí tầm xa từ khoảng cách tương đối an toàn. Tuy nhiên, điều này vẫn còn phụ thuộc vào tốc độ và trần bay của máy bay mang quả bom trong quá trình phóng. Vũ khí đã chứng minh được khả năng chiến đấu, có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết cả ngày lẫn đêm. AASM Hammer có thể hỗ trợ các cuộc tấn công vào sâu hệ thống phòng thủ của đối phương. Các vụ phóng thử của AASM Hammer được thực hiện bởi F-16 Mirai 2000. Ngoài ra, Ấn Độ từng mua những quả bom này vào năm 2020 để tích hợp với Tejas. Theo Defense Express, bom AASM Hammer đã được sử dụng ở Afghanistan và Libya với hiệu quả được báo cáo là 99%. Ở diễn biến khác, trong video đăng trên Telegram, thống đốc vùng Kurd của Nga Roman Starovoy cho biết không ai bị thương và một thùng nhiên liệu trong nhà kho ở huyện Zelenogorsk bốc cháy. Kho nhiên liệu này nằm cách biên giới Ukraine khoảng 90 km. Ông Starovoy cho biết các lực lượng cứu hộ đang làm việc ở hiện trường và ông sẽ cung cấp thông tin chi tiết sau. Các kênh Telegram của Nga đăng đoạn video cho thấy đám cháy lớn trong một khu nhà, cho biết đó là nhà máy xử lý quặng. Các máy bay không người lái của Ukraine đã nhiều lần tấn công nhà máy lọc dầu hoặc hạ tầng năng lượng khác của Nga trong những tuần gần đây. Vùng Cớt bị tấn công thường xuyên từ khi cuộc xung đột nổ ra. Chính quyền các vùng Belgorod và Verone cho biết lực lượng của họ đã bắn rơi nhiều máy bay không người lái của Ukraine. Kênh Baza trên Telegram đưa tin, những chiếc máy bay không người lái bị bắn rơi ở Vrone khi đang lao đến một căn cứ không quân và một kho dầu. Theo đoạn video được trang min.in.ua trích dẫn, máy bay không người lái UAV chính sát của Ukraine đã phát hiện một nhóm thiết giáp thuộc biên chế quân đội Nga, trong đó có xe tăng T-72B, T-62MV và nhiều xe bọc thép chở quân MTLB đang tiến tới khu vực làng Novo Mikhailivka nằm tại tỉnh Donetsk. Quân đội Ukraine sau đó đã sử dụng pháo binh để tấn công đoàn thiết giáp đối phương. Do bị tấn công bất ngờ, dàn thiết giáp Nga đã rối loạn đội hình và buộc phải rút đi. Thông cáo được Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine công bố sau đó viết rằng quân đội Kiev đã đánh lui hàng chục đợt tấn công của đối phương vào các khu vực Heo Novo Mikhailivka, Prechitivka và Krasnohorivka một phần thông cáo viết Đối phương với sự hỗ trợ đường không đã cố đột phá tuyến phòng thủ của chúng tôi tới 34 lần. Trước đó, Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine GUR vừa qua thông báo đơn vị đặc nhiệm nhóm 13 thuộc Tình báo Quân đội Ukraine tấn công tàu tuần tra của Nga trong chiến dịch phối hợp với Hải quân. Bộ chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine hỗ trợ chiến dịch này. GUR cho biết họ dùng xuồng tự sát không người lái USV Magura V5 tấn công tàu Sergei Kotov thuộc hạm đội Biển Đen của Nga đang hoạt động gần eo biển Khớt, nằm giữa vùng Krasnodar của Nga và bán đảo Crimea. Gợi UR cho hay, sau đòn tấn công của xuồng Magura V5, tàu Sergei Kotov thuộc đề án 22160 bị hư hại phần đuôi cùng hai biên mạng. Chiến hạm đối phương đã chìm, con tàu này có giá khoảng 65 triệu đô la Mỹ. Trong diễn biến khác, Tòa hình sự quốc tế ICC ngày 5 tháng 3 cho biết đã ban hành lệnh bắt với Trung tướng Sergei Kobilas và Đô đốc Hải quân Viktor Sokolov của quân đội Nga, với cáo buộc nhắm mục tiêu hạ tầng năng lượng của Ukraine bằng các cuộc tấn công từ tháng 10 năm 2022 tới tháng 3 năm 2023. Tòa án ở The Hague, Hà Lan cho biết, các cuộc tấn công gây tổn thất dân sự quá mức so với bất kỳ lợi ích quân sự dự kiến nào. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói, Chúng tôi không công nhận lệnh bắt này nhấn mạnh Nga không phải một bên tham gia quy chế Rome thành lập ICC. Ông Betkov nói, đây không phải quyết định đầu tiên, chúng tôi cũng biết rằng có rất nhiều quy trình ở đó được tiến hành bí mật, và chúng tôi cũng sẽ đáp trả các quyết định đó một cách tương xứng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, lệnh bắt mới của ICC không có ý nghĩa gì với Nga và là hành động khiêu khích. Nga đã ký quy chế Rome về ICC vào năm 2000, nhưng chưa bao giờ phê chuẩn để trở thành thành viên của ICC và cuối cùng rút lại việc ký kết vào năm 2016. Trước đó vào tháng 3 năm 2013, ICC, tòa án hình sự có trụ sở tại Hague, Hà Lan, đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ủy viên về quyền trẻ em của Nga Maria Lvova Belova với cáo buộc về những tội ác chiến tranh. Điện Kremlin sau đó đã bác bỏ những cáo buộc này. Trong video đăng tải trên kênh Telegram, thống đốc vùng biên giới cớt của Nga, ông Roman Starovoy thông báo một bể chứa nhiên liệu tại nhà kho ở quận Zelenogorsky thuộc vùng cớt cách biên giới Ukraine khoảng 90 km, bốc cháy vì một vụ tập kích của UAV. Tuy nhiên không ai bị thương tích gì trong sự cố. Hãng thông tấn Reuters dẫn lời ông Starovoy cho biết thêm, các lực lượng ứng phó tình huống khẩn cấp của Nga đã có mặt tại hiện trường. Quan chức này hứa sẽ cập nhật cho công chúng biết thông tin về vụ việc. Ukraine đã liên tục sử dụng UAV tấn công các nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng năng lượng khác của Nga trong những tuần gần đây. Khu vực Cớt thường xuyên bị các lực lượng cư nhắm mục tiêu kể từ khi xung đột giữa hai nước láng giềng bùng phát cuối tháng 2 năm 2022. Trước đó, theo đài RT của Nga, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã chặn 4 máy bay không người lái vào sáng ngày 5 tháng 3. Trong đó, 3 chiếc đã bị đẩy lùi khỏi vùng Belgorod và một chiếc khác trên vùng Cớt. Thống đốc Vyacheslav Gladkov cho biết vụ nổ ở vùng Belgorod đã gây hỏa hoạn cho một cơ sở hạ tầng. Vị quan chức này không cáo buộc vụ việc liên quan đến các hành động của Ukraine. Dẫn thông tin từ dịch vụ cứu hộ, ông Gladkov nói rằng một thùng nhiên liệu đã bị ảnh hưởng nhưng đám cháy đã được dập tắt trước khi lan rộng. Kênh Telegram Mass đã công bố đoạn video về hậu quả của cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào một cơ sở dầu mỏ Hãng tin này cho biết chiếc máy bay được cho là đến từ vùng Sumy của Ukraine. Ông Alexander Gusev, thống đốc vùng Voronezh, đã cảnh báo người dân về mối đe dọa trên không do máy bay không người lái gây ra. Ông nói trên mạng xã hội rằng lực lượng phòng không đã sẵn sàng đẩy lùi cuộc tấn công này, song vị quan chức đã rút lại cảnh báo trên khoảng 90 phút sau đó. Moscow cáo buộc lực lượng Ukraine thường xuyên đưa máy bay không người lái cảm tử vào Nga. Trong đó, các khu vực gần lãnh thổ do Kiev kiểm soát chịu thiệt hại nặng nề nhất phía Ukraine chưa bình luận về những cáo buộc trên. Theo báo cáo của ông Gladkov, Ukraine đã thực hiện 8 vụ pháo kích chỉ trong hôm 4 tháng 3 với âm mưu tấn công vùng Belgorod, 3 vụ máy bay không người lái thả đạn và một vụ tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử. Ông cho biết một số vụ tấn công đã gây hư hại trên mặt đất nhưng may mắn không có người nào bị thương. Các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào cơ sở hạ tầng của Nga, đặc biệt là các cơ sở năng lượng, đã gia tăng trong những tuần gần đây. Ukraine không trực tiếp nhận trách nhiệm về các vụ tấn công, nhưng động thái này làm dấy lên nghi ngờ về khả năng phòng không của Nga trước những cuộc tập kích của Kiev. Veska, một hãng tin điều tra độc lập cho biết, diện tích lãnh thổ của Nga mà Ukraine có thể tấn công đã tăng hơn 300.000 km vuông kể từ tháng 9 năm 2023. Những khu vực này bao gồm các thành phố Saint Petersburg, Nizhny Novgorod và Yaroslav. Theo tính toán của Veska, điều này có nghĩa là hơn 1 triệu km vuông lãnh thổ Nga, không bao gồm Crimea và Sevastopol bị sáp nhập, nằm trong khu vực dễ bị UAV của quân đội Ukraine tấn công. Veska lưu ý rằng một máy bay không người lái cảm tử đã lần đầu tiên tấn công thành phố Sochi ở phía nam nước Nga vào ngày 20 tháng 9 năm 2023. Hai ngày sau, một UAV khác tấn công thị trấn Tuapse cách khoảng 100 km về phía bắc ở vùng Krasnodar thành phố Saint Petersburg, quê hương của Tổng thống Vladimir Putin, cũng bị UAV của Ukraine tấn công lần đầu tiên vào ngày 18 tháng 1. Một UAV khác tấn công nhà máy lọc dầu Nevsky Mazut ngày 31 tháng 1 và bị hệ thống phòng không S-400 của Nga đánh chặn. Theo Nine News, Ukraine tuyên bố họ là quốc gia đầu tiên thành lập một đơn vị chuyên sản xuất các loại xuồng không người lái trên biển phát nổ ngay lập tức khi va chạm. Cũng theo Nine News, xuồng không người lái vốn đã được đưa vào sử dụng trong nhiều năm. Ban đầu, chúng được sử dụng cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, tìm kiếm cứu nạn, giám sát và tuần tra ven biển. Nhưng khi xung đột với Nga nổ ra, Ukraine đã chất đầy chất nổ vào những chiếc xuồng không người lái của họ, biến chúng thành một loại vũ khí chết chóc. Mới đây, xuồng không người lái trên biển Magura V5 mới tiên tiến vừa được Ukraine sản xuất đã gây chú ý khi tiêu diệt được một tàu tuần tra của Nga ở biển đen. Theo chính quyền Ukraine, Makura dài 5,5m, nặng 1.000 kg có tầm bắn lên tới 800km, thời lượng pin 60 giờ và tải trọng 200kg. Ngoài Makura, Ukraina cũng có một loại xuồng không người lái khác lớn hơn và nguy hiểm không kém có tên là CBB. Theo cơ quan an ninh nhà nước Ukraina, Mẫu CBB mới nhất có khả năng mang 850 kg chất nổ với tốc độ tối đa 90 km h và có tầm bắn tới 1.000 km. Sự khéo léo và tài năng của người Ukraine đứng đằng sau sự phát triển của thế hệ xuồng không người lái trên biển mới. Mặc dù các loại xuồng không người lái của Ukraine được thiết kế và thử nghiệm trong nước, nhưng một số thành phần của chúng có nguồn gốc từ nước ngoài. Nhiều tổ chức gây quỹ của chính phủ lẫn tư nhân ở Ukraine đang tài trợ cho việc phát triển xuồng không người lái trên biển một số xuồng không người lái trên biển có giá không hề rẻ. chẳng hạn mỗi chiếc Magura có giá khoảng 250.000 đô la Mỹ và mẫu CBB mới có giá khoảng 221.000 đô la Mỹ. tuy nhiên chúng vẫn là loại vũ khí hiệu quả, giá rẻ, có thể làm hỏng hoặc đánh chìm một chiếc máy bay hoặc tàu chiến trị giá hàng trăm triệu đô la Mỹ của đối phương. những chiếc xuồng không người lái đang được Ukraine sử dụng để nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng và vận chuyển hàng hải của Nga ở Biển Đen. Ukraine cho biết xuồng không người lái của họ đã đánh chìm và làm hư hại nhiều tàu Nga hoạt động ở vùng biển này. Điều này đã giúp Kiev phá vỡ thế phong tỏa của Nga ở Biển Đen để tiếp tục xuất khẩu một số loại ngũ cốc. Vào dạng sáng ngày 5 tháng 3, thêm một chiến hạm khác của hạm đội Biển Đen bị chìm do cuộc tấn công của bầy đàn xuồng không người lái mặt nước Makura V5 của Ukraine. Theo trang thông tin tình báo mã nguồn mở Oryx Osin, tàu tuần tra sẽ gây cột tốp của Nga là chiếc thứ 22 bị đánh chìm bởi nhiều loại vũ khí khác nhau, USV, UAV, tên lửa bờ hoặc tên lửa hành trình phóng từ trên không kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột 2 năm trước. Tuy nhiên, Kiev tuyên bố con số này thậm chí còn cao hơn với 26 chiếc tất cả. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Anh trích dẫn dữ liệu tình báo cho biết, Nga rất có thể sẽ không sử dụng siêu tăng tối tân nhất của họ T-14 Amata trong các hoạt động chiến đấu ở Ukraine. Đầu năm 2023, Bộ Quốc phòng Anh cho rằng Nga đã cân nhắc triển khai xe tăng Amata tới Ukraine, nhưng gọi đây là một quyết định nhiều rủi ro. T-14 có thể gây căng thẳng cho chuỗi hậu cần của Nga vì chúng nặng hơn và lớn hơn các phương tiện bọc thép khác. Truyền thông nhà nước Nga cũng đưa tin xe tăng T-14 đã được triển khai tới Ukraine Hình ảnh và video được đăng tải cho thấy T-14 hoạt động ở tiền tuyến, nã pháo về phía lực lượng Ukraine từ xa nhưng không tham gia vào các hoạt động tấn công trực tiếp. Tuy nhiên, tình báo Ukraine đã bác bỏ thông tin trên và nói rằng họ chưa thấy chiếc T-14 nào hoạt động ở tiền tuyến. Sau nhiều năm phát triển, chương trình T-14 cũng gặp phải một số vấn đề, trong đó có việc chậm trễ trong sản xuất trên quy mô lớn. Gần đây, Bộ Quốc phòng Anh trích dẫn dữ liệu tình báo cho biết, Nga rất có thể sẽ không sử dụng siêu tăng tối tân nhất của họ T-14 Amata trong các hoạt động chiến đấu ở Ukraine. Ông Sergei Chemezov, chủ tịch tập đoàn sản xuất quốc phòng Rostec của Nga tuyên bố, lý do dẫn đến việc này là do việc sản xuất T-14 Amata trên quy mô lớn đã bị hạn chế vì chi phí cao. Ngoài ra, giá thành cao cũng là lý do khiến quân đội Nga chưa thể sử dụng xe tăng Amata ở Ukraine. Bởi theo các chuyên gia phương Tây, siêu tăng T-14 Amata có giá từ 5 đến 9 triệu đô la Mỹ mỗi chiếc, cao hơn đáng kể so với các mẫu xe tăng chủ lực đời cũ mà Nga đang sử dụng. Trong khi đó, báo cáo tình báo Anh phân tích, cho đến nay gần như chắc chắn rằng T-14 Armata MBT vẫn chưa được triển khai tới Ukraine. Điều này rất có thể là do Nga lo ngại nguy cơ tổn thất về mặt danh tiếng nếu họ mất đi phương tiện uy tín là chiếc xe tăng tối tân nhất của mình trong chiến đấu, trong khi không thể sản xuất số lượng lớn hơn các T-14 Amata. Được biết, T-14 Amata được ra mắt vào năm 2015, khi đó được giới phân tích phương Tây dự báo sẽ là đối thủ của các loại xe tăng của NATO như M1 Abrams của Mỹ, Challenger 2 của Anh hoặc Leopard 2 của Đức. Nga ca ngợi T-14 là vũ khí tối tân với kiếp chiến đấu 3 người có khả năng điều khiển tháp pháo từ xa. Xe tăng được trang bị lớp giáp dày, các cảm biến tiên tiến, công nghệ phòng thủ trước rocket chống tăng. Xe tăng T-14 còn được trang bị nhiều tính năng tự động và cả thiết bị bay tự hành. Theo Bộ Quốc phòng Anh, Nga ban đầu triển khai khoảng 1.300 xe tăng và hơn 5.000 xe chiến đấu bộ binh IFV và xe bọc thép chở quân APC tại Ukraine và đến nay đã mất khoảng 2.700 xe tăng và 5.000 IFV và APC. Bên cạnh đó, hơn 355.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương sau hơn 2 năm chiến sự. Các nhà phát triển phương tiện tác chiến không người lái hàng hải USV Makura đang thực hiện những bước đi đầy tham vọng để hiện đại hóa và mở rộng chức năng của vũ khí này. Kế hoạch của họ đối với chiếc USV nói trên, hệ thống phòng không tầm ngắn và có thể là những tổ hợp vũ khí khác, điều này sẽ làm tăng đáng kể khả năng chiến đấu của chúng. Theo tuyên bố của ông Kirin Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine, công việc tích hợp các hệ thống phòng không vào phương tiện không người lái hàng hải đã được tiến hành. Bây giờ các chuyên gia đang làm việc để lắp đặt các hệ thống phòng không trên nền tảng thuyền không người lái. Tôi không phải là kỹ thuật viên, nhưng tôi hiểu rằng đây là một nhiệm vụ khá phức tạp. Ông Budanhoff nói, suy cho cùng, chúng tôi cần một phương tiện phát hiện mục tiêu, thu nhận dữ liệu từ trên không, một thiết bị quan sát và vũ khí. Tất cả những thứ này phải được đặt trên một nền tảng kích thước khá nhỏ. Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng thuần túy về mặt kỹ thuật, nhưng nó là có thật. Thông tin chi tiết về việc này vẫn chưa được cung cấp, Tuy nhiên, diễn biến trên tạo ra những thách thức khá nghiêm trọng ở Biển Đen. Quân đội Ukraine đã cung cấp một trắc thủ USV cho báo chí phương Tây phỏng vấn trong tháng 12 năm 2023 và cho phép phóng viên tham quan một xưởng USV cùng một nơi cất giữ các USV đó với điều kiện không được tiết lộ về địa điểm. Mục đích cuộc tham quan này, theo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, là nhằm chứng tỏ năng lực tự lực cảnh sinh của Ukraine trong bối cảnh Quốc hội Mỹ xem xét việc có cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine hay không. Hải quân Ukraine cho biết kể từ khi triển khai ở Biển Đen, các USV như thế này đã gây hư hại và làm đắm hàng chục tàu Nga. Đồng thời, cùng với các tên lửa do phương Tây cung cấp, các USV đó buộc Nga phải di chuyển tàu thuyền khỏi càng Sevastopol, nơi đặt trụ sở của bốn hạm đội của Nga. Bên cạnh đó, USV còn giúp bảo đảm hành lang trên biển cho Ukraine xuất khẩu ngũ cốc, mặt hàng thiết yếu đối với nền kinh tế Ukraine. Chúng cũng đẩy lực lượng phóng tên lửa của Nga ra xa hơn, giúp phòng không Ukraine có thêm thời gian đối phó. Một binh sĩ biệt danh 13 nói, không ai có trải nghiệm sử dụng USV biển như chúng tôi. Không có giáo viên hướng dẫn, không có sách giáo khoa. Hiện chúng tôi đang tự viết cả giáo trình. Trong nhà kho, có hàng chục xuồng máy tốc độ cao được sơn màu đen và xám, để khó bị phát hiện trên biển và trong đêm. Một số USV như vậy chỉ được gắn camera để trinh sát. Một số có cơ chế thả thủy lôi vào đường đi của tàu Nga. Đa số được gắn nút kích hoạt ở mũi để kích nổ chất nổ mạnh khi va chạm. Các chắc thủ trong phòng tác chiến sử dụng các bộ điều khiển để lái USV số usv này được thiết kế để tấn công bầy đàn theo nhóm 6 hoặc hơn tăng cường xác suất vượt qua hệ thống phòng ngự như súng máy gắn trên bom và tiến về thân tàu nga nga hiện cố gắng đáp trả bằng gây nhiễu điện tử và bằng cách đặt các chướng ngại vật ở cửa các hải cảng gắn súng máy trên tàu chiến và di chuyển tàu ra ngoài tầm hoạt động của usv ukraina 13 cho biết cả ukraina và nga đều đang không ngừng học hỏi rút kinh nghiệm từ thực tế Truyền thông Nga vừa qua công bố hình ảnh dây chuyền sản xuất UAV cảm tử Geran 2 với lượng lớn máy bay đang chờ lắp ráp và xuất xưởng. Cụ thể, phóng viên Nga Vladimir Soloviev công bố video 17 giây cho biết đây là những hình ảnh độc quyền được quay bên trong nhà máy chế tạo máy bay không người lái UAV cảm tử Geran 2. Thời gian ghi hình không được tiết lộ, nhưng nhiều khả năng video được quay tại đặc khu kinh tế Alabuga thuộc Cộng hòa Tatarstan. Trong video, hàng chục khung thân UAV Geran 2 được xếp sát nhau gồm cả phiên bản thông thường màu ghi sáng và mẫu bóng đen màu đen xám. Chúng chưa được lắp động cơ và hệ thống điện tử, cho thấy đây là những UAV đang trong quá trình hoàn thiện. Theo các tài liệu dò dì mà truyền thông Mỹ có được, nhà máy tại Alabuga đặt kế hoạch xuất xưởng 6.000 UAV cảm tử Geran 2 trước tháng 9 năm 2025. Nhóm chuyên gia tại ISIS cũng cho rằng các kỹ sư Nga đang tìm cách cải tiến công nghệ của dòng Geran 2, tận dụng trình độ và năng lực công nghiệp trong nước để xuất xưởng những phi cơ có chất lượng tốt hơn quy mô lớn hơn so với dây chuyển của Iran. Trong khi đó, cây bút Thomas Newdick của tờ The Driver viết trên chuyên trang quân sự UOL của Mỹ rằng, Nga đã triển khai lượng lớn UAV sao chép dòng Shahed 131 và Shahed 136 của Iran để tập kích Ukraine. Tuy nhiên, hình ảnh dây chuyển cho thấy nỗ lực sản xuất đang tập trung vào phiên bản dựa trên mẫu Shahed 136 vốn có kích thước và tầm bay vượt trội so với Shahed 131. Trước đó, theo một chỉ huy đơn vị máy bay không người lái UAV của Ukraine. Nga đang vượt trội với UAV trên chiến trường với số lượng có thể nhiều gấp 7 lần. Báo The New Voice of Ukraine dẫn lời ông Yuri Fodorenko, chỉ huy đại đội Ashin thuộc lữ đoàn xung kích số 92 Ukraine cho biết, trong các khu vực tiền tuyến ưu tiên, một UAV của Ukraine phải đối mặt với 5 đến 7 chiếc của đối phương. Phát biểu trên kênh truyền hình Ukraine, Suspine, chỉ huy Fodorenko cho rằng chiến thuật của quân đội hai bên khác nhau cũng là do sự mất cân bằng đó điều này buộc quân đội ukraine chiến đấu có chiến lược hơn ukraine chỉ triển khai uav khi đã xác định mục tiêu trong khi nga có thể sử dụng uav một cách ổn định hơn thường xuyên triển khai các uav góc nhìn thứ nhất còn gọi là fpv bay lảng vàng với hy vọng phát hiện mục tiêu để tấn công thiết bị không người lái đã trở thành một đặc điểm nổi bật của cuộc chiến ở ukraine khi cả nga và ukraine đều tăng cường hoạt động với các mô hình và chiến thuật mới quân đội ukraine gần đây đã tiết lộ thêm thông tin về một loạt thiết bị không người lái mới bao gồm uav backfire, chống nhiễu xe tự hành ratten S và thiết bị lặn không người lái Marika. Thiết bị không người lái đã giúp Ukraine tấn công các vị trí sâu bên trong các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, gây khó khăn cho hạm đội biển đen của Nga ở Crimea. Trong khi đó, Nga đã tăng cường sản xuất UAV tấn công cảm tử giá rẻ. Các UAV cảm tử tầm xa đã được Nga nhiều lần sử dụng trong các vụ tập kích sâu vào lãnh thổ Ukraine, tấn công Kiev và nhiều cảng biển và cảng sông. Bộ Quốc phòng Bulgaria gần đây đã bắt đầu quá trình chuyển giao hơn 100 thiết giáp BTR-60 cho Ukraine. Trang min.in.ua dẫn nguồn truyền thông Bulgaria cho hay có tổng cộng 110 xe thiết giáp chở quân BTR-60 từng được các lực lượng vũ trang Sofia sử dụng, bàn giao cho phía Kiev trong đợt này. Lô 6 chiếc đầu tiên dự kiến sẽ chuyển cho Bộ Nội vụ Ukraine trong thời gian tới. Theo min.in.ua, việc viện trợ xe thiết giáp BTR-60 cho Ukraine được chính quyền Sofia công bố vào mùa hè năm ngoái. Nhưng quyết định trên vấp phải sự phản đối từ Tổng thống Bulgari Rumen Radev khi ông phủ quyết việc cho phép quân đội nước này chuyển khí tài quân sự hạng nặng cho Kiev. Tuy nhiên, Quốc hội Bulgari vào tháng 11 năm ngoái đã phê chuẩn một thỏa thuận liên chính phủ giữa Sofia và Kiev về việc chuyển giao xe bọc thép BTR-60 đã ngừng hoạt động cho Ukraine trang Military Today cho hay BTR-60 là xe thiết giáp chở quân được Liên Xô thiết kế và đưa vào sử dụng từ giữa thập niên 1960. Xe nặng 10,2 tấn, dài 7,22 m, rộng 2,83 m và cao 2,42 m. Vận tốc khi di chuyển trên bộ và trên mặt nước của BTR-60 lần lượt đạt 80 km/h và 10 km/h với tầm hoạt động tối đa là 500 km. Trước đó, Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Bulgaria Hồi tháng 9 năm ngoái đã từng chấp nhận đề xuất gửi tới Ukraine tên lửa phòng không dẫn đường bị lỗi cho hệ thống S300 và đạn 5,56 x 45 mm, những loại đạn mà Bộ Nội vụ nước này cho biết không còn cần đến. Quy định này được đưa ra tại phiên họp bất thường của Quốc hội Bulgaria. Trong cuộc họp, một chuyên gia của Bộ Quốc phòng Bulgaria giải thích rằng những tên lửa này chưa được thử nghiệm và không có cách nào để sửa chữa chúng ở Bulgaria. Về phần mình, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Bulgaria Todor Tagarev nhận xét ở Bulgari, chúng tôi không có cơ hội sửa chữa tên lửa loại này, nhưng Ukraine thì có. Việc cung cấp cho Ukraine những tên lửa bị lỗi sẽ không làm suy giảm khả năng của quân đội Bulgari và các chuyên gia cho rằng không thể sửa chữa chúng ở Bulgari, Bộ trưởng Tagarev nhấn mạnh như vậy. Tuy nhiên, ông Nikolai Drenchev từ đảng Phục Hưng cho biết trong cuộc tranh luận lỗi ở việc thiết bị này không thể bảo dưỡng được mang tính chính trị. Ông nói thêm, thật đáng tiếc là chúng ta sẽ chỉ còn lại những bầu trời không được bảo vệ với một quyết định chính trị chúng ta đang đẩy quân đội của mình theo hướng tiêu cực. nghị sĩ Alexander Vanchev từ đảng tiếp tục thay đổi chỉ ra rằng Bulgaria luôn đoàn kết với Ukraine nhưng chúng tôi vô cùng lo lắng trước việc cung cấp những tên lửa này. đây là lá chắn cuối cùng mà Bulgaria có thể dựa vào nếu cần thiết. tôi không tìm thấy bất kỳ logic cụ thể nào trong quyết định này vì theo như tôi hiểu vẫn chưa rõ liệu Ukraine có yêu cầu những tên lửa này hay không. ở diễn biến khác Bộ Quốc phòng nga đêm mùng 6 tháng 3 cho biết quân đội nước này đã thực hiện một đòn đánh chính xác vào nhà kho chứa xuồng cảm tử không người lái USV của phía Ukraine nằm ở tỉnh Odessa. Hãng thông tấn TASS dẫn thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vào 11 giờ 40 phút trưa mùng 6 tháng 3 theo giờ Moscow, lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện đòn tấn công chính xác vào một nhà kho nằm ở khu vực cảng của thành phố Odessa, nơi được quân đội Ukraine sử dụng làm chỗ chứa các USV chiến đấu. Mục tiêu của vụ tấn công đã hoàn thành, khi nhà kho trên bị đánh trúng. Vụ tấn công trên được quân đội Nga thực hiện chỉ một ngày sau khi tàu tuần tra Sergei Kotov thuộc biên chế hạm đội Biển Đen bị nhiều USV cảm tử Ukraine tấn công gần eo biển Kurt. Thủy thủ đoàn tàu Sergei Kotov dù đã cố gắng sử dụng nhiều loại vũ khí để chống trả cuộc tấn công, nhưng gần như không thể ngăn cản từng chiếc xuồng cảm tử Ukraine lao vào tàu này trong chuyến thăm cơ sở Stanford do nhà sản xuất vũ khí tư nhân của Séc Excalibur Army sở hữu, đại tá Arno Echensem, người đứng đầu quân đội Hà Lan cho biết, hàng trăm người Séc và một số người Ukraine đang làm việc không ngừng nghỉ ở phía đông Cộng hòa Séc để biến một loạt các tòa nhà có từ Thế chiến thứ hai thành một trung tâm nhằm phục vụ công tác cung cấp vũ khí, đạn dược. Ông cho biết, chúng tôi phải đẩy nhanh tiến độ, chúng tôi phải giao nhiều hơn và chúng tôi phải làm nhanh hơn. Theo Reuters, đây là một phần trong kế hoạch của châu Âu nhằm cung cấp vũ khí cho Kiev để đối phó với lực lượng Nga sau khi viện trợ quân sự của Mỹ, vốn là xương sống trong nỗ lực hỗ trợ Ukraine của phương Tây bị trì hoãn. Nhu cầu cấp bách nhất của Ukraine sau 2 năm kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt là đạn pháo, loại vũ khí đang cạn kiệt khi cả hai bên sử dụng hỏa lực pháo binh hạng nặng để giữ vững các vị trí chiến hào cố định dọc theo tiền tuyến dài 1.000 km. Tháng 3 năm 2023, Liên minh châu Âu EU cùng với các đồng minh phương Tây đã khởi xướng một sáng kiến nhằm cung cấp 1 triệu quả đạn pháo cho Ukraine trong 12 tháng. Tuy nhiên, các quan chức cho biết, một năm sau, họ mới giao được hơn một nửa số lượng trong dự tính do sản xuất không đủ và thiếu đơn hàng dài hạn. Đại tá Simon Guda, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm chuyên trách hỗ trợ Ukraine của Hà Lan cho hay, Hà Lan cũng đã khá bận rộn trong vài tháng ở một số quốc gia để cố gắng bù đắp tình trạng thiếu hụt đạn pháo. Lần đầu tiết lộ chi tiết lịch trình cung cấp của Hà Lan, Đại tá Simon Gouda cho biết lô đầu tiên đã sẵn sàng trong vòng 4 tháng và đó là một tính toán rất thận trọng. Lô thứ hai chắc chắn có thể được giao trong nửa cuối năm nay. Ông Gouda cho biết phía Hà Lan đang tiến hành các nỗ lực nhằm đảm bảo thêm hợp đồng với Excalibur Army thuộc tập đoàn tư nhân Seco Slovak để mua vòng đạn 155mm phù hợp với loại pháo mà người Hà Lan đang cung cấp cho Ukraine. Trong một diễn biến liên quan, các quan chức Liên minh châu Âu EU đã công bố kế hoạch tăng cường đáng kể sản xuất vũ khí để giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Mỹ và tăng viện trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Theo AFP, Ủy viên Thị trường Nội địa EU Thierry Breton, kế hoạch mới của EU nhằm khuyến khích các nhà sản xuất vũ khí châu Âu tăng tốc sản xuất vũ khí để đối phó với sự trở lại của xung đột cường độ cao ở biên giới. Ủy viên phụ trách vấn đề cạnh tranh của EU Margret Vestager cho rằng việc EU tăng cường sản xuất vũ khí giống như một phương án dự phòng trong trường hợp ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cuối năm nay, sau đó quyết định không viện trợ cho Ukraine nữa và rút Mỹ khỏi NATO. Bà Vestager cho biết, việc các quốc gia EU mua phần lớn vũ khí từ bên ngoài châu Âu là không còn bền vững. Lưu ý rằng gần 80% vũ khí EU mua sau khi xung đột Ukraine bùng phát tới từ các nước ngoài khối, trong đó riêng Mỹ là 60%. Sáng kiến này sẽ khuyến khích các thành viên EU chi ít nhất một nửa ngân sách quốc phòng để mua vũ khí do châu Âu sản xuất vào năm 2030, với mục tiêu tăng lên 60% vào năm 2035. Nỗ lực này sẽ được hỗ trợ bằng việc giảm thuế và một cơ chế mới để khuyến khích mua bán vũ khí trong EU. Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu cập nhật về tình hình xung đột ở Ukraine khả năng hạt nhân của Moscow và mối quan hệ của Nga với phương Tây. Trong bài phát biểu trước Quốc hội và các quan chức cấp cao, quân đội, ông Putin lặp lại cáo buộc rằng phương Tây đang cố gắng làm suy yếu nước Nga. Vị Tổng thống 71 tuổi cho rằng các nhà lãnh đạo phương Tây không hiểu rằng sự can thiệp của họ vào việc nội bộ của Nga tiêm ẩn nguy hiểm tới mức nào. Ông Putin nhắc tới phát biểu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng phương Tây không loại trừ phương án gửi quân đến Ukraine. Đề xuất này đã nhanh chóng bị Mỹ, Đức anh và các nước châu Âu khác bác bỏ. Ông Putin nói, các nước phương Tây phải nhận ra rằng chúng tôi cũng có vũ khí có thể tấn công mục tiêu trên lãnh thổ của họ. Những diễn biến hiện nay có thể dẫn tới cuộc xung đột bằng vũ khí hạt nhân và sự hủy diệt nền văn minh. Họ không hiểu điều này hay sao. Cũng liên quan đến vấn đề này, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 6 tháng 3 một lần nữa khẳng định nếu có điều gì đó đe dọa sự tồn tại của đất nước chúng ta, sẽ buộc phải sử dụng vũ khí hạt nhân. Quan chức này cho hay, vũ khí hạt nhân được mô tả là những vũ khí cuối cùng trong học thuyết của Moscow về việc quản lý, sử dụng chúng. Học thuyết của Nga nêu rõ rằng Nga sẽ trả đũa bằng vũ khí hạt nhân nếu nước này hoặc các đồng minh phải hứng chịu đòn tấn công đầu tiên. Trong diễn biến có liên quan, tướng không quân Mỹ Anthony Cotton mới đây phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ rằng Nga sở hữu kho vũ khí hạt nhân vượt trội so với Mỹ và đang tích cực hiện đại hóa kho vũ khí này tướng Cotton, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Chiến lược của Mỹ cho rằng Nga tạo ra thách thức nghiêm trọng cho thế thống trị quân sự của Mỹ. Viên tướng cảnh báo, cùng với Trung Quốc, Nga đang nhanh chóng cải thiện vị thế của mình trước Mỹ và đồng minh trên nhiều lĩnh vực. Theo ông, nhịp độ của các thay đổi này đang gia tăng và hiện nhanh hơn nhiều so với chỉ cách đây vài năm. Tướng Cotton nhắc lại tuyên bố gần đây của Tổng thống Nga Putin về việc lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga đã gần như được hiện đại hóa hoàn toàn ông nói nhân tố hải quân trong bộ ba gian đe hạt nhân của nga đã gần như được nâng cấp 100%. Tướng Cotton nói nga hiện sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất và đa dạng nhất so với bất cứ quốc gia nào khác. Ông đề cập riêng tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat và các tàu ngầm mới của nga với khả năng mang vũ khí hạt nhân. Tên lửa Sarmat được cho là có tầm bắn tới 18.000 km và mang được đầu đạn nặng khoảng 10 tấn. Ông Cotton cũng đề cập các tàu ngầm lớp Borei và Yasenm của nga. Theo viên tướng người mỹ. Moscow cũng đang mở rộng và hiện đại hóa các lựa chọn hạt nhân của mình bên ngoài bộ ba hạt nhân truyền thống. Đặc biệt, ông hướng sự chú ý của các nghị sĩ Mỹ tới tên lửa siêu vượt âm Kinza và Tersecon mà ông cho là có thể mang đầu đạn hạt nhân. Tướng Cô Tân cảnh báo lực lượng hạt nhân chiến lược của Mỹ hiện đang hoạt động trong trạng thái đối mặt với các thách thức mà Mỹ chưa từng gặp phải. Ông nói thêm rằng tiềm lực kết hợp lại của Nga và Trung Quốc cộng với Triều Tiên và Iran sẽ tạo thêm các lớp phức tạp mới cho các tính toán của Mỹ viên tướng này cũng hối thúc các thượng nghị sĩ Mỹ đẩy nhanh việc nâng cấp kho vũ khí của Mỹ. Chuyển sang nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov tiếp tục bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng họ gian dựng các chiến dịch nhằm gây ảnh hưởng đến hai cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 và năm 2020. Ông Peskov khẳng định nước Nga chưa bao giờ can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Mỹ ngày 6 tháng 3, Điện Kremlin tiếp tục bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng họ dàn dựng các chiến dịch nhằm gây ảnh hưởng đến hai cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 và 2020. Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Petkov nói trong bài giảng cho sinh viên về những định kiến về nước Nga. Chúng ta chưa bao giờ can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Mỹ. Ông Petkov nói thêm, và lần này chúng ta không có ý định can thiệp. Chúng ta không ra lệnh cho bất kỳ ai phải sống như thế nào, nhưng chúng ta không muốn người khác ra lệnh cho mình. Theo hãng tin Reuters, người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định mọi nỗ lực từ nước ngoài nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Nga vào cuối tháng này sẽ bị ngăn chặn. Nga không quan tâm đến những lời chỉ trích của phương Tây về cuộc bỏ phiếu mà ông Putin chắc chắn sẽ giành chiến thắng trừ khi có diễn biến bất ngờ. Vào năm 2019, báo cáo của công tố viên đặc biệt của Mỹ Robert Mueller cho hay Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016 một cách sâu rộng và có hệ thống. Tình báo Mỹ thì tin rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020. Hồi năm ngoái, Cuộc điều tra do Bộ Tư pháp và Bộ An ninh nội địa Mỹ phối hợp tiến hành đã không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại nước này năm 2022. Trong báo cáo công bố, Bộ Tư pháp và Bộ An ninh nội địa Mỹ cho biết, các tin tặc nước này đã tìm cách tấn công trang web của một số văn phòng bầu cử bang. Tuy nhiên không có bằng chứng nào cho thấy chính phủ nước ngoài đã xâm phạm cuộc bỏ phiếu, cũng như không có bằng chứng nào cho thấy hoạt động này cản trở việc bỏ phiếu, thay đổi phiếu bầu cũng như làm gián đoạn khả năng kiểm phiếu, hay truyền kết quả bầu cử một cách kịp thời, thay đổi bất kỳ khía cạnh kỹ thuật nào của quá trình bỏ phiếu, hoặc làm tổn hại đến tính toàn vẹn của thông tin đăng ký cử tri trong cuộc bầu cử năm 2022. Báo cáo phù hợp với đánh giá mật về sự can thiệp bầu cử nước ngoài được gửi tới Tổng thống Mỹ Joe Biden vào đầu năm 2023. Trong cuộc bầu cử năm 2022, Đảng Cộng hòa đã giành được đa số sít sao tại Hạ viện, trong khi Đảng Dân chủ bảo vệ thế đa số hẹp tại Thượng viện. Trong diễn biến khác, Tại cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, Tổng thống Joe Biden và ông Donald Trump đã giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ ngày siêu thứ ba, gần như xác nhận một cuộc tái đấu lịch sử trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 tới. Theo kênh CNN ngày 6 tháng 3, hơn chục bang tại Mỹ đã tổ chức bầu cử sơ bộ hoặc họp kín vào ngày 5 tháng 3, ngày lớn nhất của các cuộc đua đề cử cho đến nay khi chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2024 tăng tốc. Cựu Tổng thống Trump tiếp tục thống trị cuộc đua giành đề cử của Đảng Cộng Hòa chỉ thua bà Nikki Haley ở duy nhất một bang là Vermont. Mặc dù 15 bang bỏ phiếu hôm ngày 5 tháng 3 không có đủ đại biểu để ông Trump giành được đề cử của đảng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới, nhưng ông Trump đã có bước tiến lớn và chứng minh rằng cánh cửa dành cho bà Haley gần như đã đóng lại. Vào ngày siêu thứ ba, giống như mọi ngày bầu cử sơ bộ khác, ông Biden đã thắng áp đảo một số đối thủ của mình, thường giành được khoảng 80% số phiếu bầu. Để so sánh, ông Trump hiếm khi đạt được mốc đó, Tất nhiên bà Haley là đối thủ thách thức đáng gờm hơn so với đối thủ cạnh tranh của Tổng thống Biden là Marianne Williamson hay nghị sĩ Dean Phillips. Trục trặc duy nhất với Tổng thống Biden xảy ra ở vùng Samoa, một lãnh thổ nhỏ bé của Mỹ ở Nam Thái Bình Dương. Nợ ông Biden thua ứng cử viên ít được biết đến trước đây là doanh nhân Jason Palmer. Theo CNN, với tình hình hiện nay, nước Mỹ sắp diễn ra cuộc tài đấu giữa Tổng thống Biden và ông Trump. Tờ The Telegraph, cả ông Trump và Tổng thống Biden đều tập trung vào đối phương khi kết quả ngày siêu thứ ba trở nên rõ ràng. Trong bài phát biểu chiến thắng tại khu nghỉ dưỡng mar a ở Florida, ông Trump tập trung chỉ trích chính sách nhập cư của Tổng thống Biden. Trong khi đó, trong một tuyên bố, Tổng thống Biden coi ông Trump là mối đe dọa đối với nền dân chủ. Chuyển sang những thông tin về cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Thưa quý vị, trong bài viết được tờ Thời đại của Israel, The Times of Israel đăng dẫn ngày mùng 6 tháng 3, nhà phân tích Shalom Yerushaimi cho biết, trong giai đoạn 10 năm kiểm soát Gaza theo ý tưởng được văn phòng thủ tướng Benjamin Netanyahu, Israel cần 1 đến 2 năm trong phân đoạn đầu để đánh bại hoàn toàn và loại bỏ lực lượng Hamas, 8 năm tiếp theo là để ổn định tình hình thông qua một chính phủ chuyển tiếp của người Palestine. Trong bài viết được tờ thời đại của Israel, The Times of Israel đăng dẫn ngày mùng 6 tháng 3, Nhà phân tích Salom Jerusalem cho biết trong giai đoạn 10 năm kiểm soát Gaza, theo ý tưởng được văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Israel cần 1 đến 2 năm trong phân đoạn đầu để đánh bại hoàn toàn và xóa sổ lực lượng Hamas. 8 năm tiếp theo là để ổn định tình hình thông qua một chính phủ chuyển tiếp của người Palestine. Trong suốt giai đoạn này, Israel vẫn cần phải duy trì sự hiện diện quân sự liên tục tại Gaza. Người Israel tin tưởng Hamas sẽ không còn bất kỳ vai trò gì tại Hamas. Trong giai đoạn này, nhưng thừa nhận giao tranh chống khủng bố tại đây chưa thể kết thúc và vẫn cần được duy trì về cơ chế quản lý và hiện trạng tại gaza trong giai đoạn này nhà phân tích salom jerusalem nhận định nó sẽ tương tự như khu bờ tây hiện nay nơi chính quyền palestine đang kiểm soát theo đó chính quyền của người palestine tại giải gaza cũng sẽ không được trang bị vũ khí hạng nặng đồng thời không có sự tham gia của lực lượng thù địch với israel Nhà phân tích Salom Jerusalem tin rằng ông Benjamin Netanyahu cùng các cộng sự không có ý định chiếm đóng quân sự lâu dài hay thiết lập các khu định cư của người Israel tại Gaza. Thay vào đó, Israel sẽ kiểm soát vùng đất này từ xa. Cũng liên quan đến xung đột tại giải Gaza, trong cuộc họp báo trực tuyến, đại diện của WHO tại các vùng lãnh thổ Palestine, Rick Pepecon cho biết Việc sơ tán số bệnh nhân trên khỏi Gaza sẽ giúp giảm tải cho các cơ sở y tế và bệnh viện hiện đang gặp nhiều khó khăn để duy trì hoạt động trong vùng giao tranh. Theo ông, có khoảng 6.000 trong số 8.000 bệnh nhân nói trên cần điều trị do ảnh hưởng của xung đột, trong đó có nhiều bệnh nhân đa chấn thương. Ông cho biết 2.000 ca còn lại là bệnh nhân thông thường từ trước khi xung đột bùng nổ. Ông nêu thực trạng mỗi ngày hiện có 50 đến 100 bệnh nhân được chuyển từ Gaza tới Đông Jerusalem và bờ Tây, trong đó có một nửa là bệnh nhân ung thư tính từ ngày 7 tháng 10 năm 2023, thời điểm xung đột bùng nổ, đến 20 tháng 2 năm 2024, đã có 2.293 bệnh nhân được chuyển khỏi Gaza để được tiếp tục điều trị. WHO công bố thông tin trên trong bối cảnh Israel vẫn mở rộng kế hoạch quân sự tại Gaza và cuộc khủng hoảng nhân đạo tại giải đất này ngày một trầm trọng. Ông Pepecon cho biết, WHO đã tìm cách thúc đẩy hệ thống sơ tán y tế tại Gaza từ tháng 11 năm ngoái, song đến nay hoạt động sơ tán y tế diễn ra khá chậm chạp. Ông nhấn mạnh quyền của bệnh nhân được chữa trị tốt hơn. Ông Pepecon cho biết 23 trong số 36 bệnh viện ở giải Gaza hiện không hoạt động, trong khi số còn lại chỉ hoạt động một phần hoặc tối thiểu. Trong diễn biến liên quan, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin nước này đã huy động một máy bay chở vật tư y tế cứu trợ cho Gaza. Ngoài ra, nước này cũng sẽ chuyển 2.700 tấn hàng hóa cho giải đất này trước tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Kể từ khi xung đột bùng nổ vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, Thổ Nhĩ Kỳ đã viện trợ 3.000 tấn hàng hóa cho Gaza. Trong bối cảnh xung đột tại Gaza chưa có dấu hiệu chấm dứt, ngày 5 tháng 3, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Italia Antonio Tajani đã kêu gọi lệnh ngừng bắn bền vững ở Gaza. Ông bày tỏ quan ngại nhiều dân thường Palestine đang trở thành nạn nhân trong kế hoạch quân sự của Israel quan chức cấp cao của hamas ông osama hamdan vừa qua cho biết một cuộc trao đổi tù binh giữa palestine và israel chỉ có thể diễn ra sau khi có lệnh ngừng bắn trong bối cảnh các cuộc đàm phán ở cairo giữa hamas ai cập và qatar tiếp tục bế tắc theo ông hamdan các điều kiện phía hamas đưa ra để đạt được thỏa thuận ngừng bắn là israel phải chấm dứt các cuộc tấn công rút lực lượng nước này khỏi giải gaza và đưa những người palestine trở về nhà sau khi phải di tản tới các khu vực khác của gaza đặc biệt là ở phía bắc trong một cuộc họp báo ở beirut quan chức cấp cao osama hamdan cho biết an ninh và an toàn của người dân tại gaza sẽ không bao giờ đạt được ngoại trừ thông qua một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn chấm dứt các hành động quân sự của israel theo ông việc cung cấp viện trợ cho người palestine ở gaza được xem là ưu tiên hàng đầu của lực lượng hamas động thái này của phía hamas diễn ra giữa lúc những cuộc đàm phán phải chạy đua với thời gian để đạt được một thỏa thuận kết hợp ngừng bắn và phóng thích các con tin israel bị giam giữ ở gaza trước tháng lễ ramadan của người hồi giáo hiện tại vẫn chưa thể chắc chắn về việc cả hai bên đạt được sự đồng thuận trước thời điểm này. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước đây đã khẳng định rằng sẽ không dừng các chiến dịch quân sự cho đến khi Hamas bị loại bỏ hoàn toàn. Theo một số nguồn tin, Hamas đang xem xét đề xuất dự thảo cho một lệnh ngừng bắn ban đầu kéo dài khoảng 6 tuần, trong đó có việc trao đổi 40 con tin Israel với 400 tù nhân Palestine. Động thái trên diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố về một lệnh ngừng bắn tiềm năng đang nằm trong tay của Hamas chính quyền Tổng thống Biden đã phải chạy đua với thời gian để đảm bảo lệnh ngừng bắn trước tháng lễ Ramadan bắt đầu vào ngày 10 tháng 3 bởi bất cứ hành động quân sự nào Israel trong tháng linh thiêng của người Hồi giáo sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Khủng hoảng nhân đạo vẫn vô cùng nghiêm trọng ở phía bắc giải Gaza, nơi hàng trăm nghìn cư dân đang cố gắng bám trụ bất chấp lệnh sơ tán từ phía Israel. Liên Hợp Quốc đã không thể cung cấp viện trợ lương thực cho miền Bắc giải Gaza kể từ ngày 23 tháng 1 khi chính quyền Israel từ chối tiếp nhận và bắn vào các đoàn xe viện trợ. Vừa qua, Mỹ đã thực hiện đợt thả viện trợ từ máy bay đầu tiên vào Gaza. Tuy vậy, theo ông Osama Hamdan, điều quan trọng hơn việc Mỹ gửi viện trợ tới đây chính là việc nước này ngừng cung cấp vũ khí cho Israel. Mới đây nhất, quân đội Mỹ thông báo đã phối hợp cùng không quân Jordani thả hơn 36.800 suất ăn xuống Gaza. Trước đó, Mỹ cũng đã thả 38.000 suất ăn xuống khu vực này Động thái của Mỹ diễn ra trong bối cảnh tình hình nhân đạo ở Bắc Gaza đang tiếp tục xấu đi và giới chức y tế tại đây cho biết đã có 15 trẻ em tử vong tại một bệnh viện do thiếu thực phẩm và nước uống. Tổng thống Joe Biden sau đó cho biết Mỹ cam kết sẽ tìm mọi cách để đưa thêm viện trợ vào Gaza. Mỹ hiện đang xây dựng một chiến lược viện trợ toàn diện qua đường hàng không, đường bộ và đường biển nhằm tối đa hóa việc vận chuyển viện trợ cho Gaza để đảm bảo viện trợ sẽ được phân phối cho mọi người dân ở khu vực này mỹ cũng đã nhiều lần kêu gọi israel làm nhiều hơn nữa để cải thiện tình hình nhân đạo ở gaza tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng việc thả hàng viện trợ cho thấy dường như mỹ đã từ bỏ nỗ lực thuyết phục israel phối hợp cứu trợ trên bộ ở gaza chưa kể đây không phải là cách hiệu quả để chuyển lương thực trong nhiều tháng chính quyền ông biden không thể thuyết phục thủ tướng benjamin netanyahu cho phép thêm viện trợ vào gaza tuy nhiên washington không gây áp lực lên tel aviv trong vấn đề về vũ khí ông Brian Finucane, một cựu luật sư của Bộ Ngoại giao Mỹ, hiện làm việc tại tổ chức International Crisis Group, bình luận. Nếu chính phủ Mỹ từ chối sử dụng bất kỳ đòn bẩy đáng kể nào để kết thúc xung đột ở Gaza, thì họ sẽ chỉ có những biện pháp tuyệt vọng và không thỏa đáng như thế để cố gắng giải quyết thảm họa nhân đạo này. Cựu Tổng thống Donald Trump vừa qua trả lời phỏng vấn qua điện thoại trên chương trình của Fox News. Khi người dẫn chương trình Brian Kinbeth hỏi ông có đứng về phía Israel không, ông Trump trả lời rằng có. Ông Kinmet tiếp tục hỏi cựu Tổng thống có đồng tình với cách Israel tiến hành chiến dịch ở Gaza hay không. Ông Trump nhấn mạnh, phải giải quyết dứt điểm vấn đề, họ đã hứng chịu một cuộc đột kích khủng khiếp. Cuộc tấn công đó sẽ không bao giờ xảy ra nếu tôi là Tổng thống. Ông Trump nói thêm, những cuộc tấn công xảy ra vì họ không tôn trọng ông Biden. Thành thật mà nói, chính quyền của ông Biden quá nhu nhược, khẳng định các đối thủ của Mỹ sẽ không hành động như vậy nếu ông vẫn còn là Tổng thống. Tương tự như vậy, Nga sẽ không bao giờ tấn công Ukraine khi được hỏi liệu có ủng hộ lệnh ngừng bắn ở Gaza, ông Trump không trả lời trực diện. Cựu tổng thống nói rằng ông ghét chứng kiến những gì đang diễn ra. Trong nhiệm kỳ tổng thống, ông Trump từng kiên quyết bảo vệ chính quyền thủ tướng Benjamin Netanyahu, song ông cũng nỗ lực thể hiện quan điểm phản chiến trong các cuộc vận động tranh cử năm ngoái nhằm tạo sự đối lập với tổng thống Joe Biden và đối thủ Nikki Haley. Tổng thống Biden, đối thủ của ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng tháng 11, đang hứng chịu làn sóng chỉ trích ngày càng tăng từ cả phe dân chủ và trên thế giới vì đã ủng hộ Israel khi số người thiệt mạng ở Gaza tăng vọt và nguy cơ nạn đói cận kề. Trước đó, theo Nhà Trắng, trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng Israel không nên triển khai chiến dịch quân sự ở Rafah mà không có kế hoạch đáng tin cậy để đảm bảo an toàn cho khoảng 1 triệu người đang trú ẩn tại đây. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi trong vòng 45 phút, vài ngày sau khi ông Biden nói phản ứng quân sự của Israel ở giải Gaza là quá mức và bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về số dân thường thiệt mạng ngày càng gia tăng ở giải Gaza. Theo một quan chức cấp cao của Mỹ, ông Biden khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với an ninh lâu dài của Israel, nhưng cũng kêu gọi các bước khẩn cấp và cụ thể để tăng cường viện trợ nhân đạo cho thường dân Palestine ở Gaza, bao gồm chuyến hàng bột mì lớn của Mỹ đủ cho nhu cầu của 1,4 triệu người tại Gaza trong 6 tháng. Có thể thấy cuộc đua bầu cử Mỹ năm 2024 cũng tác động rất lớn đến tình hình hiện tại ở giải Gaza. Mới đây nhất, truyền thông Mỹ xác định ông Trump và ông Biden thắng cử sơ bộ ở hơn 10 bang trong ngày siêu thứ ba, cả hai đều hứng chịu một thất bại. Cụ thể, 15 bang và một vùng lãnh thổ Mỹ tổ chức bầu cử sơ bộ để chọn ra ứng viên tổng thống đại diện cho hai đảng Cộng hòa và Dân chủ. Tổng thống Mỹ Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump được truyền thông xác định đã giành một loạt chiến thắng. Ông Trump chiến thắng vòng sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở các bang Alabama, Arkansas, Maine, Bắc Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Virginia, Minnesota, Massachusetts, Colorado và California. Cựu tổng thống Mỹ Trump gửi lời cảm ơn tới những người ủng hộ trong khi đó, đối thủ Nikki Haley đã đánh bại ông Trump ở Vermont. Kết quả được truyền thông Mỹ đánh giá là bất ngờ. Đây là lần thứ hai Haley chiến thắng ở vòng sơ bộ sau cuộc bầu cử ở Washington. Tổng thống Biden chiến thắng vòng sơ bộ của Đảng Dân Chủ ở Vermont, Virginia, Bắc Carolina, Oklahoma, Tennessee, Maine, Massachusetts, Texas, Arkansas, Alabama, Colorado, Minnesota, Utah và California. Tuy nhiên, tại cuộc bỏ phiếu kiến của Đảng Dân Chủ ở vùng lãnh thổ Samoa, Ứng viên Jason Palmer năm 2 tuổi đã đánh bại tổng thống Biden. Đây là vòng sơ bộ duy nhất tổng thống Mỹ để thua từ nay. Ít nhất 2 người chết và 6 người khác bị thương trong cuộc tập kích tên lửa do lực lượng Houthi tiến hành nhằm vào một tàu hàng trên biển Đỏ chiều ngày 6 tháng 3. Đây là thông tin được nhiều nguồn tin khu vực và quốc tế xác nhận liên quan đến con tàu chở hàng bị tấn công tại vị trí cách thành phố cảng Aden của Yemen khoảng từ 50 đến 55 hải lý, tức là khoảng từ 86 đến 93 km về phía tây nam. Theo truyền thông Ả Rập một quan chức Mỹ khẳng định rằng con tàu bị tấn công mang cờ Barbados và thuộc sở hữu của Liberia. Vụ tập kích khiến phương tiện này bị hư hại nặng. Thủy thủ đoàn trên tàu báo cáo có ít nhất hai thành viên thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ tấn công. Trong khi đó, đại sứ quán Anh tại Yemen thông báo trên mạng xã hội X rằng chiếc tàu bị tấn công là tàu chở hàng rời, không phải tàu chở container, có tên gọi True Confidence, mang cờ Barbados nhưng thuộc sở hữu của Hy Lạp. Vị trí xảy ra cuộc tấn công nằm cách cảng Aden khoảng 50 hải lý khoảng 86 km về phía tây nam. Cuộc tấn công khiến ít nhất hai thủy thủ tử vong. Công ty an ninh hàng hải Ambray của Anh trước đó cũng đưa ra thông tin tương tự. Về phần mình, trong một thông báo đêm ngày 6 tháng 3, nhóm Houthi đã tuyên bố nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Sare nói rằng cuộc tấn công được tiến hành sau khi thủy thủ đoàn trên tàu không chịu tuân thủ các thông điệp cảnh báo mà nhóm này đưa ra. Theo một số nguồn tin khu vực, tại thời điểm cuộc tấn công xảy ra, trên tàu có 20 thủy thủ cùng 3 nhân viên an ninh bảo vệ. Tuy nhiên, chưa rõ các thủy thủ và nhân viên an ninh bảo vệ trên tàu là công dân nước nào. Cũng trong đêm ngày 6 tháng 3, truyền thông Yemen cáo buộc liên quân Mỹ-Anh tiến hành hai cuộc không kích mới vào một số địa điểm trong thành phố cảng Hodeida mà lực lượng Houthi đang kiểm soát ở Yemen. Lực lượng Mỹ tại khu vực chưa xác nhận thông tin về cuộc tấn công này. Tuy nhiên, trong một tuyên bố với báo giới ngay trước khi xuất hiện thông tin về cuộc không kích, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller khẳng định nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn sẽ phải trả giá đắt vì cuộc tấn công khiến hai thủy thủ trên một tàu chở hàng ở Biển Đỏ thiệt mạng. Trong một động thái khác tại Trung Đông, theo AFP, cơ quan tư pháp Iran ngày 6 tháng 3 cho biết chính quyền nước này đã tịch thu hàng hóa của Mỹ trên tàu chở dầu Atlantis Suite. Cụ thể, Atlantis Suite được gắn cờ quần đảo Marshall. Con tàu đã bị bắt giữ vào tháng 4 năm 2023 khi đang di chuyển qua vịnh Oman, tuyến đường huyết mạch của ngành dầu mỏ toàn cầu. Theo người phát ngôn của Adventist tanker, tàu này đã được tập đoàn Chevron của Mỹ thuê. Thời điểm bị bắt giữ, con tàu đang làm nhiệm vụ vận chuyển dầu từ Kuwait đến bang Texas của Mỹ. Trang Mijan Online của cơ quan tư pháp Iran cho biết, một tòa án ở Tehran đã ra lệnh thu giữ hàng hóa dầu của Mỹ trên Adventist Suite với tổng giá trị được cho là trị giá hơn 50 triệu đô la Mỹ, khoảng 1,23 nghìn tỷ đồng. Hiện chưa rõ khi nào lệnh của tòa án được ban hành. Tuy nhiên, theo Mijan Online vụ tịch thu dầu là để trả đũa lệnh trừng phạt của các nước phương Tây, đặc biệt là của Mỹ, vốn đã khiến việc vận chuyển thuốc vào Iran bị cản trở. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda hôm mùng 5 tháng 3 đã cho biết Ba Lan sẵn sàng bảo vệ các đối tác NATO trong lúc ông theo dõi một cuộc tập trận lớn nhất của Liên minh quân sự này kể từ thời kỳ chiến tranh lạnh. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda hôm 5 tháng 3 cho biết nước này sẵn sàng bảo vệ các đối tác NATO trong lúc ông theo dõi một cuộc tập trận lớn nhất của Liên minh quân sự này kể từ chiến tranh lạnh. Với sự tham gia của khoảng 90.000 binh sĩ, cuộc tập trận Steadfast Defender chứng tỏ sức mạnh của NATO khi các nước ở sườn phía đông Liên minh quân sự này tăng cường chi tiêu quốc phòng trước cuộc xung đột Nga-Ukraine. Theo hãng tin Reuters, cuộc tập trận hôm 5 tháng 3 bao gồm hoạt động vượt sông Vistula với xe tăng và xe bọc thép từ nhiều quốc gia NATO khác nhau. Ông Duda nói trong bài phát biểu chung với Tổng thống Litva Gitanas Nauseda rằng đây là cuộc tập trận chung của chúng ta nhằm tăng cường an ninh cho toàn bộ sườn phía đông của NATO. Ba Lan sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ bắt nguồn từ phòng thủ tập thể bất cứ lúc nào. Tổng thống Duda cho biết cuộc tập trận thể hiện sự sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ của NATO bao gồm Ba Lan, Litva và các nước vùng Baltic. Ông Duda nhấn mạnh Litva có thể tin tưởng vào chúng tôi khi cần thiết. Bình sĩ Ba Lan sẽ kề vai sát cánh với lực lượng Litva để bảo vệ từng tấc đất, đất. Ở một diễn biến khác, chính phủ Latvia ngày 5 tháng 3 đã thông qua lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp từ Nga và Belarus. Lệnh cấm này sẽ có hiệu lực sớm nhất vào ngày 8 tháng 3. Lệnh cấm nhập khẩu áp dụng đối với các loại rau củ, các loại đậu, trái cây, ngũ cốc, bột mì, bánh, bã nho và các sản phẩm dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi lệnh cấm này chưa áp dụng cho lúa mì di chuyển qua Latvia trên đường đến các nước khác trong khối liên minh châu Âu EU. Bộ trưởng Nông nghiệp Latvia Aman Skraus nói, vấn đề về việc vận chuyển lúa mì từ Nga và Belarus qua các cảng biển của chúng tôi vẫn là điều nhạy cảm. Trước đó cuối tháng 2, trong chuyến thăm Vaksava của Thủ tướng Latvia Evika Silina, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết Ba Lan không loại trừ khả năng áp đặt các lệnh cấm đối với các sản phẩm nông nghiệp từ Nga Ba Lan hiện đang phải đối mặt với các cuộc biểu tình của nông dân trong thời gian gần đây nhằm chống lại các quy định về môi trường của EU. Nông dân nước này cũng ý kiến rằng khi EU miễn thuế nhập khẩu cho Ukraine vào năm 2022, thì việc cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp đến từ Kiev với các sản phẩm nội địa là không công bằng. Trước vấn đề này, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhận định thêm rằng các sản phẩm nông nghiệp từ Nga và Belarus cũng đang ảnh hưởng lớn tới thị trường. Ông Donald Tusk nói, Latvia đã quyết định thực hiện lệnh cấm vận đối với việc nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp từ Nga. Chúng tôi sẽ phân tích trường hợp của Latvia và tôi không loại trừ khả năng Ba Lan sẽ có một sáng kiến thích hợp. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình điểm nóng thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.